Yo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Day Gaming. Và hôm nay mình sẽ tiếp tục với cái tựa game GTA 5 Roleplay này. Và có vẻ như các bạn thấy hôm nay mình hơi khác đúng không? Hiện tại là mình đã đổi đồ cùng với những cái người khác trong cái băng đảng của mình luôn nha các bạn. Để tránh nhiều lúc mặc đồ trắng đi ngoài đường người ta bắn giống nhau dễ bị chết đầu tiên lắm. Cho nên là dạo này ông Trùm hơi cùng cùng anh em, có gì mình trốn cũng dễ, đi nhiệm vụ băng tối các thứ đồ đen nó dễ hơn, đồ trắng nó bị nổ á. Rồi ok, thì hôm nay mình đang có một cái ý định. Có khá là nhiều bạn yêu cầu mình là nhập siêu xe mới về đi. Nhưng mà hiện tại theo như các bạn cũng biết là mình đang bị công an truy nã, bị quân đội truy nã các thứ, và mình khó nhập xe về đâu các bạn. Cho nên còn một cách khác nữa, mình có một cái thông tin là hiện tại là có một con siêu xe Huracan đang bị giam giữ ở cái bãi giao, nhưng mình không biết là bãi nào. Cho nên bây giờ mình cần phải đi gọi là bắt công an ra. Thì sẵn mình cũng có một cái mục đích riêng của mình nữa ha. Ok, bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu đi kiếm công an. Bây giờ anh em mình đi lên xe đi, Khang cho anh mượn con Lambo. Khang ơi, qua đây cho anh mượn xe. Anh em mình đi lên xe đi. Đi lên xe. Bây giờ mình tìm chỗ đất trống trống cái. Ra chỗ nào nó vắng vắng trống trống cái. Anh ơi, cho mượn xe cổ đi anh. Không. Ok, đi để coi khu này có chỗ nào đất trống trống ta. Đất cho nào trống trống mình gõ. Sao cái đèn xe Khang nó tối thui vậy ta? Ơi, đất trống đúng không? Ở trong game có cái nghĩa địa bạn. Đâu bạn? Ở gần gắn mình luôn. Đâu đâu, chị tôi đi chôn xác bà luôn cho nó dễ bạn. Đâu? Trống à? Tôi nghĩ trống là có một chỗ công trường á. Đi qua công trường, đi qua công trường. Ok, đi qua công trường. À, không có ai bắt trước nha. Người ta nói là không bắt trước nha. Ủa, ai bị bạn nhảy vô miệng tôi, bạn nói làm chi? Bạn nhảy vô. Bạn thấy không? Chùm là đi lên xe là phải có bác sĩ kế bên liền, thấy không? Đâu như mấy đàn em đâu. Ông chùm nào mà tự chở người ta hết trơn á. Tại vì mấy đàn em tôi nó chạy xe ngu quá bạn ơi. Thiệt luôn á, không có nào chạy được đỡ đỡ hơn Khang, còn đỡ đỡ hơn Hoài. Lâu lâu nó tông tường xíu thôi chứ còn mấy kia nó ghê. Ông mà lên xe bà hở gì? Hả? Nó chạy tới mai chưa tới. Ai? Quả hả? Rồi nè, tôi đang ở chỗ công trường nè anh em ơi. Đây đây công trường, này vô đây anh em, cất xe vô đây. Một hồi gọi công an mình với bồ mình vụ nó vô trong ha. Xong rồi mình múc nó trong này luôn. Mình lem nó trọng. Để coi mình giấu ở chỗ nào ta. Bên kia hôi, bên này đi, bên kia thoáng quá. Ok, đậu xe đây đi anh em, Vô đây, đậu xe bên này nè, xe bên này. Chưa gọi video mà nghe. Ủa, thầy Hoài kìa, thầy Hoài kìa. Ồ, thầy Minh nó, thằng này nó bay xuống không à. Ghê quá à. Rồi, để tôi gọi 911 cái đã. Mày đang tính bay xuống sầu đó, câu đó, nó chắc bay luôn. Đúng rồi, nào bay là trừ lương đó. Xe kia mém lật luôn. Có người nhận máy kìa. Ok, được. Rồi Blue ơi, con cá con đi giấu xe vô trong. Thằng biết khi mà giấu xe vô trong thì chạy tới đây mà dừng lại là sao? Trời. Giấu xe vô trong. Xe. Cá con ra đây, cá con ra đây, cá con đi bộ ra đây. Bà vụ cảnh sát vô đây. À. Bà đang ngoài đầu đường á, mà gọi 911 ra đi. Ơi, mấy đứa đưa chị cái nón bảo hiểm mấy đứa. Giờ ra ngoài đầu đường gọi 911 đi. Ra lên để tôi cỡ cái quần tím mộng mơ của tôi. Nào đi ra lẹ ơi, anh em mình núp vô, anh em mình cầm gậy nha. Trời. Dụ nó vô chạy kia chạy vô trong bạn luôn không xong cảm rồi. Với bạn. Nó mà xuống mình rút súng rồi mình chỉ vô nó liền. Alo. Ê, kìa anh tới kìa. Tôi em nó tới. Không biết đi nào tới. Bạn ơi. Hả? Cảnh sát đừng gọi, tôi gọi lộn bác sĩ. Gọi bác sĩ chi? Tôi lộn. Quen á, hiểu không? Nghề nghiệp quen. Ở bệnh viện giết quen. Sao tôi nghe tiếng hú mà đâu hú tiêu ta? Cái tay hư lắm nha. Tôi nghe tiếng hú mà nó hú đâu mất tiêu rồi, hết hú nữa rồi. Trời, cảnh sát nhận cuộc gọi đó bạn. Ok, đứng đi bạn, đứng yên đó luôn. Kêu là xe bị đó. Hư là bị gì chổng, kêu vô đây phụ cái. Kêu có thằng ăn cướp ở chổng, thằng nào đó chổng. Để tôi cởi quần áo nó cướp. Ai, đây con nít nha. Ai, gọi lộn em ơi, đi em ơi, gọi lộn. Ủa, gọi ai vậy? Sorry em nha. Bác sĩ tới hả? Đi. Bác sĩ tới luôn. Bác sĩ tới. Bạn ơi, kiến cắn tôi nãy giờ hơi nhiều bạn ơi. Nào tôi nói tới bạn gọi bạn hói nó về kêu anh ơi em bị cướp anh ơi em sắp chết rồi. Bà kia nhiều vô. Em chị á. Bà có lột đồ ra không vậy? Để tôi lột. Thôi giữ đồ đi lột chi? Lột cho nó chi. Mà bà lột thì bà mới kêu bà bị chấn lột được chứ ha. Đúng rồi. Cũng đúng. Nó lột đi. Tôi. Lột đi. Có khi nó thấy tôi đẹp quá nó hốt luôn bạn.
Ghê quá. Mấy đứa nghe bà nói giùm, mấy đứa nghe bà nói giùm. Hơi bị men. Anh nghe đây mà con kiến nó cắn bây giờ hết hết thấy gì luôn. Lạ thiệt chứ. Kệ, có tiếng hú rồi, tiếng hú rồi, tiếng hú. À, tiếng rồi, có tiếng các bạn ơi. Có hình chưa, có hình chưa, có hình chưa? Trời ơi, thấy rồi, thấy trụ luôn, nó chút luôn bị đi kìa. Tới chưa, tới chưa? Tới rồi, nó đang ngã tư, nó đang chạy tới các bạn ơi. Ok, bạn dắt nó vô bên trong luôn nha bạn. Anh em núp, anh em chuẩn bị nha anh em. Tôi đây, tôi chốt. Ơi, tôi thấy cái đèn nó, cái đèn nó sáng như quỷ á. Rồi, dắt vô đi bạn, dắt vô đi bạn. Ừ. Nói cho đàng hoàng nha. Ok. Anh ơi, em đứng, nãy em chạy vòng vòng đây, có thằng nó bắt cóc hớp hãm hiếp em. Dơ quá, ai con nít nha à, bạn, con nít nha bạn. Nó dơ quá. Nó nhiều lắm, nó đông lắm. Manh động và nguy hiểm lắm mấy anh. Anh đi trước đi, em nhường anh đi trước luôn á. Tính đạo đắc thọ á, anh thấy ngã ba không á, tụi nó đứng chổng ghê lắm á. Kìa tụi nó đang đua xe ở chổng á. Nó đang nẹt bù nụn chổng á. Đi xuống đây. Đồ á, nó nãy nó định nó vớt em rồi, hên là em chạy kịp á. Nó trói em bằng cà vẹt á anh. Dạ. Nó thấy cái quần em chị tin quá. Bả ở trần luôn kìa. Bả ở trần thiệt luôn. Chị tin không? Bật cái quần đùi ghê đó bạn. Rồi dắt nó vô đi, tôi đi phía sau nó, tôi bọc cho. Cái quần này là em phải kêu má em giá bằng thun dữ lắm á. Nó có trùn cũng được á. Không rồi. Ôi anh giá gì, dạ, anh giá em đi. Sao vậy mà không được? Như là không được. Ở giờ tới nơi rồi nha. Chưa, chuẩn bị cho anh em, chuẩn bị để tôi nhảy qua cái. Ờ, có xe em màu đỏ anh. Quần áo em trọng á. Rồi anh em anh, anh em chỉ xuống cho nó đi anh em. Thằng chùm nó còn đang. Kệ nó kìa mấy anh ơi. Thằng chùm nó còn đang đây. Giơ tay lên. Giơ tay lên. Thôi tao giơ đây tụi bay ăn lụm tao cho. Ê không có lụm tiền nữa nha, không lụm tiền nữa nha. Ê, chính nào đây chùm làm gì coi. Đứng yên đó. Ờ, trời bắt tôi vô hãm hiếp cái trời. Hợp tác đúng không? Hàng bay nhớ tao không? Nhìn cái mặt này có nhớ không? À. Mặt dơ. Nhớ sao không nhớ? 10 triệu lấy không? Anh em tụt quần nó kiểm tra coi trong người nó có nhiêu tiền anh em. Tụt quần nó kiểm tra trong người nó có nhiêu tiền. Vậy còn cái quần đi dắt là vô, đừng có thở nó vô. Thôi em lộn. Thôi từ từ nó nghe nè. Đây bây giờ đây chánh ra mấy thằng đàn em chánh ra. Bây giờ đây tôi có thông tin là hiện tại ở bên chỗ giam xe của bên cảnh sát đang có một con siêu xe. Bây giờ một trong hai đứa nói ra vị trí thì tha cho các bạn sống. Còn không là thấy ở đây là khu công trình không? Xác nó vùi vô trong bê tông, nó xuống dưới kia là không ai biết được đâu. Đó đâu, khai ra. Rồi, nó bí mật rồi. Ở đâu, nó lớn lên. Đàn ông trai nói nhỏ xíu vậy, nó lớn lên rồi. Không có nói được, không nói được. Anh em giúp một thằng, cho nó sợ, anh em mới kêu không nói được kìa. Trời, một thằng bây giờ bạn ơi. Trời, bây giờ sao? Sao mày quýnh luôn. Trời ơi. Đây, từ từ, bây giờ một là nói, hai là về gặp ông bà, nhanh lên. Cái chỗ đó nằm ở đâu? Nói. Ở đâu? Bây giờ không nói đúng không? Đánh cái cáo bạn nói đúng không? Mày không nói đúng không? Bây giờ nói không? Một lần cuối nó nói không? Không nói. Thằng này cứng quá ta. Mày không nói hả mày? Đó một thằng là bây giờ sao? Bây giờ mày nói không? Nói không? Thôi anh ơi, ta cho em nói. Em nói anh ơi. Ở đâu? Ở đồn cảnh sát cũ gần đường ray anh ơi. À, đường ray. Ok, biết rồi. Từ từ anh em đừng quên nó nha. Khoan, đừng có quên thằng kia đừng quên nó. Khoan, bây giờ tao còn một chuyện nó đang muốn nhờ mày nữa. Bây giờ bên tao đang có một thằng định đang muốn vô cảnh sát. Thấy thằng tóc bạc bên kia không? Nhìn nó bạc ra thôi chứ nó cũng già, nó lớn tuổi rồi, cho nên là vô mà có gì mày lo cho nó nha. Ok anh. Nó mà bị cái gì là chuẩn bị gia đình, vợ con, các thứ là chuẩn bị đi hết theo ông bà nghe chưa? Ok, em lo từ tới Z luôn. Ok. Rồi Juni cứu nó đi bác sĩ, Ê, bạn đâu có cần kêu chỉ Jun. Kêu thằng dịch. Gì đâu bạn. Thôi mốt kêu thằng dịch được. Không bạn Jun này con này con kia nó không biết được, mốt kêu thằng dịch cũng được.
Ờ cứu nó đi, cứu nó đi, cứu nó đi. Cứu làm gì? Rồi nha, nhớ nha. Mày mà có ý đồ gì là coi chừng. Biết hết thông tin rồi. Cái này mình rút được rồi anh em, rút đi. Trả bộ đồ bạn. Đồ bạn bạn lụm đâu bạn, bạn lấy đi bạn. Rút rút anh em, có vị trí rồi. Rồi xử nó đi. Rồi Jun đi đi sao nha Jun, đi bộ đi Jun. Ok các bạn ơi, coi như là mình có được vị trí rồi nha các bạn. Cái chỗ mà gần đường ray á, là đường ray ở khúc này là cái đường trắng trắng đây nè. Thì đâu đó khúc này, từ cái đường quan sát này xuống đây có một cái đường quan sát cũ nữa, mình nhớ đâu khúc này. Để em từ từ mình sẽ cho các bạn xem. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ đi về và mình sẽ nghiên cứu thử xem là cái chỗ đó đâu. Và hẹn các bạn hôm sau mình sẽ đi qua mình coi thử ha. Rồi đợi mình một xíu. 2000 years later. Rồi các bạn ơi, thì theo như cái người cảnh sát kia nói á, là cái chỗ tạm giam phương tiện nó nằm ở gần khu vực đường sắt nha các bạn. Nó nằm đâu đó ở cái khu vực này đây nè. Đây nè, khu vực mình đang khoanh tròn ở đây ha. Rồi bây giờ mình sẽ cùng team mình kéo ra đó và mình xem thử coi là có đúng ở đó đang có xe hay không. Tại vì các bạn thắc mắc là dạo này mình không có siêu xe, mình không có nhập được. Vì dạo này công an nó truy lùng mình nhiều quá. Ok đi đi, anh em ơi lên xe đi. Lên đây, lên đây. Rồi ok, Thái Bình với lại Ngáo trên kia đúng không? Đi. Thái Bình. Lâu không đi cái xe mày. Này lạ lướt dữ ta. Rồi do là tại vì ấy từ con lên vật, lên xe nè, lên vật. Con không lâu lên xe nè. Vui vẻ gì cũng phải đi chung à. Rồi từ từ mình quên đánh dấu hai đi. Xe giờ tông nữa coi. Anh thắng gấp vậy độ anh. Anh thắng đâu, anh thắng gấp hồi nào đâu, bể cái đèn kìa. Ủa, thắng gấp. Thắng gấp là do ấy chứ mày cũng phải biết ngạn. Ừ, phải biết giữ khoảng cách chứ. Ừ. Ông đích người ta lên lên luật là tội không dùng cách an toàn á. Ừ. Ở biết đường không mà chạy ghê vậy quà. Nào. Mấy thằng không biết đường mà chạy vậy á. Nơi. Chị Khang. Lưỡi kìa. Tại anh đó. Ông quà nó chạy trái trâu thiệt luôn á. Con quà nó chạy kìa. Ủa cái đường nó dắt đi ngộ quá ta. Đi đúng không ạ? Ác liệt thiệt. Xe lạ lướt đảo quá. Em sợ phóng luôn rồi. Sao bị gì á? Phóng luôn rồi á. Ừ phóng đi. Cái chỗ mình đi là nằm ở bên góc bên này nè. Đề nghị bạn phía trước chạy chậm lại. Anh chạy chậm lắm luôn á. Em theo thằng quả, chạy theo thằng quả. Có chừng quả dắt đi tầm bậy thôi. Quả chạy sao vậy? Cùng luôn á. À đây 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 đây. Ê chậm lại. Đi ngang xe lửa tông bây giờ. Kìa kìa, thấy cái đồ bên kia không? Bên này có xe kéo nè, bên này có kìa, có xe kìa. Cũng hơi đông đông á chứ. Bây giờ mình với bộ mình vô mình dụ một ông ra đi. Mình đọc xong mình công vô. Chứ mình công vô luôn nó kỳ cục lắm. Có thấy cái hàng nào đâu? Nè, hai thằng đứng đó nè, trời hai thằng đứng như cái tượng luôn, thấy luôn hả? Thiệt luôn hả? Đâu, thấy luôn á. Kế gọi gọi xuống lên nhìn bên kia. Rồi, bên đây. Khủng long xuống nói chuyện đi, khủng long xuống bắt chuyện đi. Khủng long với lại Jun xuống bắt chuyện đi, 5679 xuống bắt chuyện đi. Rồi xuống kêu chuột xe cái thứ đi, kêu nó nói nhây nhây vô vụ ra chỗ khác, đập nó một cái. Đập á. Rồi vụ bên kia ra đập nó, chứ giờ đứng đây ngay đồn cảnh sát mà có camera nữa. Mình không nên làm lại như vậy. Có chứ, đeo mặt nạ vô. Trời ơi, vẫn nhặt với mặt không vậy? Đeo. Có mà anh có đeo mà. Đeo. Không có. Ủa anh có đeo mà ta? Thôi, không sao đâu. Anh vừa sao anh lái xe mà nó không thấy mặt anh đâu. Cái gì vậy? Nay mình đi tới mình chuột xe mà. Con xe bán tải nó bị chạy nhớt anh. Rồi qua kia đường đậu đi, thôi từ xe này mình giấu đi. Thôi mốt bị giam á. Xe, bánh xe luôn. Nên mình đi chậm xe mà mình phải giấu xe mình đi chứ. Ê, anh đi ngược chiều anh ơi. Coi thấy đâu. Đâu cái chỗ mà để dùng để đậu xe luôn á trời. Ừ, trời, tính hết trơn rồi. Tại vì làm cướp cũng phải có kỷ luật. Rồi, dụ nó ra không hay là mình vô luôn, mình vô mình bắn luôn. Đi thôi. Chạm đi, có đường bên đây nè. Mình bắn luôn đi ha. Vô bắn luôn để đeo rau giả vô. Okay. Ủa? Cái mặt nạ vô. Đi. Nãy anh ngồi trên xe mà. Bây giờ sao? Giờ bắn luôn đúng không?
Ủa? Bắt luôn hai vụ ra quýnh. Nghĩ ta bị lộn rồi mày ơi. Lộn ơi, nó cầm cái ba to hồi quýnh cái gì. Rồi không, biết mà. Vô nói chuyện đi, vô nói chuyện đi. Là con gì nè, để con này nè. Alo mấy anh trai, cho hỏi phải khu này khu giam xe không mấy anh trai? Ở ờ, bên kia đường em có con xe bị hư, anh nào qua đẩy nó vô đây giùm được em? Tại trên kia nó kêu em là chạy vô đây giam, nhưng mà chạy tới kia nó hư rồi, anh nào qua đẩy giùm em cái. Thôi bạn chạy chỗ xe đi với mình nha. Đây đây bên này nè, bên này nè, bên này nè, đi bên này nè, bên này nè. Đây đây đây, chỗ cái đứa này vụ cũng xong nữa, chán thiệt rồi chứ. Sao không vô được vậy? Sao không vô được ngay vậy? Nè nè nè, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè, chuẩn bị nè, qua đây cầm gậy đập nè. Ok. Đấy em cầm đèn pin. Cầm đèn pin. Đây nè sếp ơi, đây nè sếp ơi. Ui da hai thằng nằm rồi có con xe đỏ các bạn ơi. Ok đi ui các bạn nhìn nè, ui đây là mấy con xe mà đua xe phạm pháp bị giam giữ là hai cái tôi buồn đã thiệt. À, nhưng mà con xe mình cần đây rồi, đây em nó đây rồi. À chà, hơi dơ á, hơi bị đóng bụi á. Thôi lên xe chuồng đi đứa ơi, đi lên xe chuồng, lên xe chuồng. Còn em đi. Đứa nào thức nào lên đi, đứa nào thức nào lên đi. Bỏ đi đi. Bỏ đi lên xe. Ấy, vô đi xe khác, cái xe này của mình anh đi à. Đi thích xe nào đi vô đó đi. Trời ơi, xe nhóc kìa. Có vô đâu. Vô đây nè, xe nè. Ủa có hai con đồ tôi bồ thứ à. Rồi, đi khủng long, đi lên xe. Dùn lấy xe đi, Dùn. Lên, chết đó, khủng long lên đây. Cái khủng long này, lên đây. Ơi, công an tới kìa. Đi. Chạy trước nha anh em, Đây, để thử xe mới xem như thế nào. Đầu tiên là mình cho các bạn xem về cái nội thất bên trong. Nội thất bên trong, cái này là gọi là cái gì ta? Cái da này da lộn hay gì đó, đẹp lắm các bạn. Để đang sợ. Ủa con xe này nó đã lướt quá, nó trơn quá à. Trơn lắm luôn á. Đồng hồ khá là đẹp, tua máy, nhảy số đẹp nè, tốc độ này là tốc độ dặm trên giờ. Chạy nhanh á, nhanh á. Ôi công an tuổi gì dí được. Tên anh khủng long. Tất nhiên là không. Ôi con xe này thắng không ăn. Trời ơi. Con xe này vô cái cua mà nó đi thẳng luôn á trời. Vô qua tay em mà. Thôi vô tay em nó còn chạy tông vô cây hơn nữa Khang. Ui da. Con này chạy không quen nè, con này chạy nó bị lả lướt, nó nhanh này nhanh thiệt nhưng mà nó lả lướt quá. Rồi để xếp bê vô cái đã. Ok. Ui, xuống xe. Không sao. Đây bây giờ mình sẽ làm một cú đồ nó thắng không lại luôn á các bạn, đè thắng mà nó đi. Bình tĩnh nha khủng long. Chơi cái chiêu kia thử. Em là con cuối cùng trong loài á anh. Không sao đâu, khủng long này nó không chết vì đói mà chết vì tai nạn á. Coi coi có gì chặt bám vô. Có cái chốt cửa. Có ai bay không? Ôi ghê ta, con ngon bay kìa. Ê con ngon bay thiệt kìa khủng long. Ghê quá. Dụ cũng được. Dụ được người rồi. Hợp lý. Tự còn nữa đường này còn. Nhưng mà con xe này bự quá, với lại thắng nó không ăn. Con này thắng nó không ăn, nó lại lướt ghê quá à. Nhanh mà lại lướt. Ê cái đường này đường cục quá. Bậy đường đó hôm qua mới chui vô xong. Đường nó đường cục quá. Chui vô là chết. Mới chui hôm qua xong. Thấy gì không khủng long? Mới giờ thấy gì không? Chạy đi với đứa ơi. Cái ra đây cứu không nè, ra đây cứu bồ chơi vui nè. Đây vui lắm. Chết đi được. Có ai tông tường không? Ấy mình cắt đuôi được rồi nè. Thế nào? Cắt đuôi rồi, trời ơi dễ, game này dễ đơn giản.
Anh ơi, không giả đâu anh, đằng sau kìa. Đâu 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 đâu. Ủa lẹ vậy ta? Không, hình anh cắt đuôi được, rõ ràng cái chỗ kia nó vô không được luôn á. Thôi sửa tới. Bỏ sửa luôn. Sao bỏ sửa đâu? Cái tiếng máy con này nghe đảo à, nghe đã thật sự luôn. Nó cứ nổ tạch 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 tạch. Dạ. Họ cảnh sát kia đi lộn đường rồi kìa. Xe chạy nhanh quá đâm đầu. Từ nha, từ nha, từ nha. Ấy, nữa. Không, cái khu phố này là cái khu phố mà gọi là bao đánh lạc hướng công an. Trốn gì chui đây trốn được hết á. Có vẻ như mình clear, mình clear. Đây, vô đây, vô đây, vô đây nữa. Chỗ này vô được không ta? Chỗ này vô được không ta? Chỗ này lạ quá ta. Chỗ này, ê, chỗ này được. À, được. Được. Rồi, rồi, trốn rồi. Tính xác sao rồi? Xe nó banh nó. Ê, mày chạy vô đây làm chi? Con bò sữa. Đi đi ra thôi, con bò sữa. Xe nó dơ quá à. Đậu trong cái chỗ đó nó dơ quá trời dơ luôn rồi. Đèn đốm không lên mà phía trước có dãy đèn bi đẹp quá. Quýnh mày chết ở nhà ngáo. Ê, đi ra bò sữa, đi ra. Bò sữa. Ra mà. Ủa, đi ra. Đừng đừng có đậu đó, coi đậu đó khác nào. Đậu đậu nữa đi anh. Đâu? Ồ, nhưng mà khủng long ghê quá. Khủng long không có sừng là sao? Ủa, T-Rex khủng long có sừng anh? T-Rex phải có sừng chứ. Sừng mới nhúng á. Ừ. T-Rex sẽ có sừng. Cho bạn coi tôi máy nha. Đây. Rõ hết rồi. Ôi, con bò sữa nó chưa vô mà tưởng cảnh sát không á. Đây là tour nè. Đây là thằng số 1 nè. Ui, đẹp phải. Ui, cái chuyển số nó đẹp thật sự luôn. Kìa nó chuyển à. Ôi, đẹp. Xe này mới đi được 350 km nè các bạn. Nó lý do mà tại sao nó chưa có biển số luôn. Và mình nghĩ là nhập lậu hay gì đó đem về đây. Nhưng mà giờ vì này mình không có nhập xe mới được. Tại vì các bạn thấy là mình đang bị công an truy nã các thứ. Rồi quân đội nữa phá hơi nhiều. Cho nên là gọi là thủ tục nhập về đây không có được. Cho nên là phải đi trộm xe như thế này. Nhưng mà thôi cũng được. Xe trộm làm biển số là ok thôi. Ok, clear chưa anh em? Clear chưa mình đi? Ổn mà đúng không? Ổn mà đúng không? Từ từ, còn tiếng công an, còn tiếng công an. Vẫn còn nghe được cái tiếng nó đâu đây. Không, cái chỗ này, ê, chỗ này chỗ công an đã thì cái ta mới biết luôn á. Tưởng cái đường này chui vô được chứ, ngon. Rồi, từ đây ngổn mình chạy về địa bàn mình là lụm xe này. Xe này trơn quá à, xe này phải. Ủa mà sao cái đuôi nó với lại cái cánh gió nó làm cái kiểu kỳ cục quá ta. Nhìn nó hơi kỳ kỳ á. Con này là phiên bản Hurricane. Nó học lên không? Hurricane Performante hả? Nó làm cái cánh gió đi như kiểu là hai cái lỗ đó. Không, ý là cái gọi là cái họa tiết trên cái cánh gió và lại trên cái gọi là cái bumper sau á, cái cản sau á nó kỳ lắm. Nó không phải là màu đen mà nó bị kỳ hay là nó dơ ta? Nó dơ á. Không biết nữa nhưng mà ok, ổn rồi nó đi. Hết công an hú rồi, ơi chỗ hết nộp. Con bò sữa. Nó bị yếu tim đó con bò sữa. Ui, con này để ba tiếng máy nghe đảo à. Giờ chúng ta nên đi rửa đây là sửa xe anh. Sửa xe không đi rửa xe cái là mình lụm yeah. Xe này rồi. Không mua lên luôn rồi. Rút kìa. Đâu được rồi. Cái kính bên hông nó bể mà cái kính cổ ta quẹo, ta bị tông. Đúng rồi, kính này bể là mà kính kia không bể. Kính trước bể, bể tà le luôn. Rồi như mới. Như dơ. Hơi dơ. Tự đi vô trước đi. Vô ánh đèn lên. Vô trước đi. Anh. Không đi rửa cái là anh ghé qua Little Seoul rửa là bao sạch. Ờ thôi mấy đứa ở đó đậu xe đi. Ê để bờ sữa dễ thương hơn á ngáo. Để đó ghê quá. Bây giờ đi qua Little Seoul rửa con xe này cái đã. Xe nó dơ quá trời dơ rồi. Tại dễ thương. Little Seoul. Đâu ta? À đây. Đồ siêu mắc, cái Seoul gì. Ê, dạ mở mày nha. Ê, tính là cái cây xăng này. Tối nay qua đánh bơm thiệt cái ta. Hồi đầu nó kêu nó mở khai trương, nó giảm giá. Mà bây giờ nó vẫn để cái giá đó. Trong khi giá thị trường toàn là trên 200. Nó lại để giá 150 nghe tức không. Lỗ thiệt chứ. Rồi, bây giờ mình sẽ vô mình combo rửa siêu sạch. Ngáp mấy kẹo đi.
Hay để xíu nước nó đang xịt. Khủng long ra lấy đồ chà chà đi khủng long. Gãy cửa lên. Ôi nó mới kìa. Ôi. Lên xe. Hơi bị mới á nha. Rồi đổ xăng. À. Anh thấy cái mình rửa xe thường thôi, mình rửa xe sạch chê mắt quỷ. Thấy cái gì không anh? Nói có anh thấy. Từ. Người ta vẫn chưa biết mình. Bây giờ người ta biết rồi đó. Từ. Ôi rửa sao không vậy à? Hybro. Xe nào hả bro? Từ mình phải hỏi là xe nào. Từ đang đổ xăng. Ôi con xe nó bóng. Ôi nó bóng soi gương thấy được bụng của con khủng long luôn á ta. Cái này không? Xe này hả? Đợi xíu. Đang lết lại. Ờ ok, đợi xíu nha. Đợi xíu đang đổ xăng rồi cho nó tấp vô chứ. Đợi xíu. Anh ơi. Gì? Cái chiếc thứ hai kìa. Ôi xong luôn. Rồi tấp vô liền nè đồng chí ơi. Đây mình phải kiếm chỗ mình tấp chứ. Đây nè. Ê đừng. Xước xe là mày, trời ơi nó xước. Đây nè, mình tấp vô nè, tấp vô này xe nhanh nè. Bóc đầu nghỉ. Ok, xuống làm việc đi mấy anh, xuống làm việc hỏi giấy tờ đi. Rồi, em tắt động cơ xe nha. Rồi, tắt rồi. Rồi, chiếc thứ tư luôn. Đi trước để mấy đứa. Ai? Đưa đứng nó làm gì? Ôi. Dạ, lên không được đếm ơi. Mới sửa xe xong. Xe này nó gọi thắng nó không ăn. Gọi là kéo nguyên một đường mà buông ra thắng một phát là nó. Vậy là nó gỡ cái đĩa phanh ra rồi. Không biết nữa. Mà xe này xe mới mà. Cái gì vậy ta? Hay là khủng long nó ngồi lên nó bị mất trọng tâm của xe. Có chiếc kia nhìn vui vậy? Ôi trời ơi. Ghê không. Không sao đâu, không chết đâu mà lo, yên tâm đi. Anh coi đường nào anh trốn được. Ôi, cái sáng nào anh dí được á, dí gắt á. Ủa anh thắt dây chi hoài vậy khủng long? Xe đó. Ôi ghê chứ. Hai thằng này. Ê, bung cái nắp combo. Cái giá quỷ quá. Xíu nó là bung cái nắp combo rồi. Hay nghe đồn trước kia hư động cơ rồi. Chạy. Trinh. Ở đâu rồi? Thế kế. Ok. Đứng này được không anh? Đứng này được. Ê bên kia. Từ. Bên kia là xe đi tuần. Hả? Rồi sao mà biết được. Ôi mới đi sửa xe luôn trời. Đẹp. Biết được ghê. Không. Vậy là ghê. Cứu quá. Cái đường lên đâu rồi. Sửa đó. Ủa đi luôn rồi. Hả? Ủa là sao? Là chị á. Ngáo chết ghê vậy. Chóng mặt quá anh ơi. Chóng mặt vậy. Con chó là. Trời ơi, rip ghê không? Rồi giờ để con nhóc đây. Không thấy cái gì à, đâu vậy? Không, anh nghĩ bên này nè. Vậy nè. Ừ, thấy. Học lý không đếm? Không rửa xe nè. Xe công an không? Có. Không có anh ơi. Rồi xe cảnh sát kia nó sẽ chấm hỏi là ủa con Huracan nó đâu rồi? Ê đồ con bò sữa mày đi đâu vậy? Không có ai lên hết á. Không, anh đoán cho 100% là ông cảnh sát em sẽ phóng xuống xong rồi ông sẽ đi cái đường khác. Anh ơi, em quen tới cảnh sát luôn. Biết rồi. Không có ngờ được là mình quẹo xuống tới đây rồi. Ghê quá, mấy này đi ghê quá thiệt chứ con bò sữa. Nguy hiểm lắm luôn á. Ok, trống rồi. Lên từ thượng phóng xuống. Đây, cái đường exit đây. Đó, hợp lý. Lên từ thượng phóng xuống. Thôi lên tuần thượng phóng xuống chi. Rồi về luôn nha, về địa bàn luôn nha. Yeah. Anh này dí ghê quá. À quên nữa, con xe này đúng rồi, con xe này có GPS. Hiện vậy lúc nãy đi đổ xăng bên kia hơi thắc mắc là tại sao công an nó lại ra.
đầu nó nát vậy mà GPS nó vẫn còn nữa thôi. Còn GPS nó giấu trong xe mà. Khang đâu rồi? Khang ơi. Vậy gỡ đồ nè. Khang ơi. Quý Khang đâu rồi? Về lột ngay cái GPS nha, không có ngắm ngắm xe xong rồi quên đi á. Nó xe này chắc đưa cho quà. Không, bây giờ đầu tiên là mình tìm lấy thiết bị mình phá sóng trước đi. Mình phá nhẹ nhẹ trước rồi đợi Khang nó làm chứ không thôi để vô đây công an nó biết. Thiết bị đó có tin C4 đúng không anh? Quý đi nó về lẹ vậy. À, đép 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 ghé ghé vô trong kho lấy cái thiết bị đi đép bên bên trong nhà đép. Xuống xuống xuống. Xuống. Rồi vô lấy cái gì đi. Lẹ lẹ ở trên cái bàn làm việc á. Quý Khang nó trốn mất tiêu rồi. Ok, giấu xe ở đây nha các bạn. Rồi vậy thì video này mình sẽ tiếp tục trên đây. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi tập hôm nay của tựa game người đồng roleplay, và hẹn tập sau thì tập sau mình sẽ thử lấy con xe này đem đi độ và đem đi thử đua với những người khác ha. Cái màu này màu đỏ nó hơi hơi chìm một xíu thì mình có túi lại đây nè. Thì tập sau mình nghĩ là mình sẽ sơn là một con xe cái màu nhìn nó nổi hơn và đẹp hơn ha. Rồi rất là cảm ơn các bạn, chào các bạn, hẹn các bạn ở video sau, bye bye.